chị muốn hỏi em là em có sở thích gì đặc biệt? Sở thích của em là... em thích nhảy. Chào em. Em là Hi Hi tài năng phải không? Em tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng phải không? Em có biết đến Deloitte không? Thế còn PNG thì sao? Vậy việc tìm anh thế nào? Văn Kiên. Chào em. Em có 1 phút để giới thiệu về bản thân mình. Oh,